Sự tạo tác thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh. Hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh. Hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh. Hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vô minh thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh. Hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy, cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy, cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Bố thí ba la mật đa thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh.
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bố thí ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 186.